Đây là giọng bố mẹ số 11 nhé. Em Thao quay cho cộng đồng các bác yêu thích chim cu gáy. Ngày sáng ngày mùng 5, 10 giờ, lúc 10 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 8 năm 2023. Đấy các bác, đây là đôi này thì em khai thác ra con ra trứng rất là ok. Thì bác nào thích cái giọng của nó, đặt con của nó thì các bác có thể đặt và em sẽ làm phiếu. Em Thao sẽ gửi cho các bác đúng cái tông của cái chuồng bố mẹ số 11 này. Giọng còi rất là ngân nga, rất là ấm. Đấy. Tự nhiên là mưa nhiều nên thành ra là nó cũng gáy nhiều. Nắng lên phát là gáy nhiều. Đấy. Em quay cho các bác đôi số 6. Tình tứ luôn. Còn con gáy bên cạnh thì là con số 1. Con gáy bên cạnh này là con số 130. 130. Số 4. Đây là chuồng số 4 các bác nhé. Xin lỗi các bác, số 4 này có đồng nhé. Số 4, chính xác nó là số 4. Bởi vì là em ghi là đôi số 4 này. Còn số 3 là số 3 của cái đôi này, là đôi để lại của cái đôi số 3. Nên là con của đôi số 3 để lại được đôi này. Nhiều khi nó nhiều các bạn phải thông cảm. Đấy, hôm nay buổi sáng là có một thoáng chim cu âm. Đấy, để cho các bác trải nghiệm.
Đây, bắt đầu từ ngày từ tháng 8 năm 2023 thì bất kỳ các bác nào mà nhận chim thì các bác có thể nhận dạng ra cái phiếu này. Phiếu này thì em đặt khắc dấu. Đây, dấu đây. Dấu. Đấy, mở ra rồi. Sau khi cốp dấu thì nó sẽ lên như vậy, thì nó sẽ có cái thông tin đầy đủ bên bán và bên mua, thì khách hàng nào chốt thì em sẽ điền vào đây. Đấy. Trong mọi trường hợp nếu có thắc mắc gì các bác có thể gọi cho bắt đầu văn phòng Hà Nội. Đấy. Đấy là cũng mang tính chất là làm nên cái thương hiệu mà cũng như là bảo vệ cái quyền lợi của khách hàng. Đấy. Mỗi một phiếu đơn đều có những con dấu này các bác nhé. Đấy. Một sấp này là phục vụ cho trong tháng 8.